đây là em Vân Miên, chuyên gia trang điểm. Trời ơi, bây giờ chị mới biết em cái tài nghề lương. Bây giờ cho chị nhiều chuyện chút xíu nha. Dạ, rồi, qua chị vào đây nha em. Hôm nay, chương trình Giải Mã sẽ đưa quý khán giả gặp gỡ một nhân vật đặc biệt, có thể biến hóa thành các ngôi sao nổi tiếng trong và ngoài nước như nghệ sĩ Hoài Linh, Trấn Thành, Jack, Việt Hương, Sơn Tùng. Đó chính là chị Đào Cẩm Vân, biệt danh là Vân Miêu, sinh năm 1993. Từ một YouTuber chuyên quay những video clip chia sẻ bí quyết trang điểm, Vân đã trở thành chuyên viên trang điểm nổi tiếng với nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Hãy cùng chương trình Giải Mã đến khám phá biệt tài của cô gái này nhé. Chị ơi, đây là phòng của em nè. Trời ơi, xuất sắc luôn. Coi cái cơ ngơi của em rất đồ sộ luôn á Vân. Trời ơi, chị nói quá không á. Mình nói nghe nha. Dạ. Chị nhìn gương mặt em chị không có quen. Nói cho em tại trang đi ha, rồi chị em mình nói chuyện như vậy. Rồi. Mới là Vân Miêu nè, rất là xinh đẹp trẻ trung đúng không cả nhà? Rồi cho chị hỏi nè, cái công việc mà em hóa trang thành người khác á là em làm bao lâu rồi? Hiện tại thì cái công việc hóa trang người khác em làm được tầm khoảng 2 tháng. Hồi trước lúc mà em mới bắt đầu làm thì em chỉ làm nửa mặt thôi. Và chị biết làm sao không? Cái đó không phải là trụ định của em nữa mà là hồi lúc dịch á. Cái xong rồi bên chỗ em phải nghỉ. Thì thành ra là rảnh quá mà không có gì làm hết. Xong rồi mình nghĩ chứ make up mà đẹp đẹp á thì mình làm nhiều trên YouTube rồi. Em làm YouTube cũng giờ cũng được 5 năm. Thì em thấy không, mình làm gì nó lạ lạ chút đi. Cái lúc đầu em mới nghĩ hay là mình làm thượng này người kia xem là mặt mình làm ra như thế nào. Thì từ những clip mà nửa mặt đó, sau đó là các bạn ấy kêu em là làm một mặt, nguyên mặt đi. Tới bây giờ thì em bắt đầu làm những clip nguyên mặt, khuôn mặt. Nhưng mà những cái đó là em lấy cảm hứng từ đâu, hay là em có học từ ai cái cách vẽ không, hay là em tự tìm tòi? Dạ thực ra cái đó em tự tìm tòi. Em cũng có tham khảo qua những cái anh chị nổi tiếng khác ở bên nước ngoài, tên là Lucia, thì chị đó hóa trang rất là nhiều những cái celeb nổi tiếng. Thì em xem em thấy rất là thích thú, thực ra mình cũng có cảm hứng từ những cái người đàn anh đàn chị đó. Thì từ lúc đó mình thấy yêu thích và mình làm thử. Rồi cái gương mặt của người đầu tiên mà em hóa trang là ai? Gọi là celeb của bên Mỹ. Ban đầu thì em làm chị đó tại vì là chị đó có gương mặt dài giống như em. Thì em phải làm đi làm lại bao nhiêu lần nó mới thành công? Làm nửa mặt thì em thấy nó dễ hơn nguyên mặt rất là nhiều. Và hầu như những cái clip mà nửa mặt á, thì em chỉ làm một lần thôi. Trước khi làm thì em sẽ thường là tìm những cái hình chính diện á. Sau đó là em sẽ lên Photoshop, em canh chỉnh nét để cái sáng, cái tối, cái độ nhấp nhô của khuôn mặt nó ra thật là rõ. Xong từ đó là mình có thể biết là cái chỗ đó nó tối, chỗ đó nó sáng, thì mình làm theo như thế. Có đầu tư, tất nhiên em phải có năng khiếu thì em mới làm được cái điều đó. Để từ 2 tháng nay thì em đã tập hóa trang là bao nhiêu nhân vật? Trời nhiều quá không nhớ được chưa? Trời mới 2 tháng mà nhiều lắm luôn ha. 2 tháng là em hóa trang nguyên mặt á. Chứ còn mà thực ra là vẽ mà cửa nửa mặt á thì chắc là cả trăm rồi, cả trăm nhân vật rồi. Nhưng mà nguyên mặt thì em nhớ coi, như là chú Hoài Linh nè, chú Chí Tài nè, cô Việt Hương nè, Sơn Tùng, Jack, chị Thu Trang, chắc tầm phải 10 người. Mà chị nói thiệt nhưng Vân, là khi mà coi trên mạng, ok thì chị nghĩ con bé này nó có sử dụng một tí xíu kỹ xảo hay cái gì đó. Thế chị không nghĩ là hoàn toàn do là em đánh khối và em tô màu, em hóa trang. Tại vì ví dụ như là em gương mặt nữ mình thẳng nè, ví dụ như em hóa trang thành chị Thu Trang thì gương mặt thẳng thẳng là ok. Nhưng mà em hóa trang thành một người nam, em hóa trang thành anh Hoài Linh, chị không tin. Cái vấn đề này cũng là vấn đề mà em rất là muốn tâm sự. Và rất là may bữa nay gặp chị để em có thể là em giải bày với tất cả các bạn. Hoàn toàn không cần phải sử dụng cái thủ thuật nào hết. Tự học thêm một cái khác, đó là sử dụng những cái wax mà dành cho hóa trang, kiểu như là cái cục silicone vậy đó. Đó là mình từng miếng như vậy là mình cắt ra, xong rồi mình đắp nguyên một cái hình vuông ra như thế này nè chị nè. Đó, em đắp một đống ở đây luôn. Khi mà em làm công việc này thì gia đình của em có bất ngờ về em không? Em thấy là ai cũng bất ngờ đó. Có hôm em mới cấp thành tổng thống Trump á. Đó, em đắp một đống như vậy nè, xong rồi em đưa xuống cho mẹ em coi, mẹ em nói trời cái gì vậy. Đặc biệt là con gái của em nhìn thấy em mỗi lần mà đi học về. Dạ. Có con rồi. Có con rồi. Con em 3 tuổi rồi. Nãy giờ là định là nhắm
nhắm làm vai cho anh trai em trai được. Ừ rồi sao mình nói tiếp đi nè em. Con em học về nó đi từ dưới cầu thang đi lên, nó bắt đầu là dần từ từ vậy nè, giống như kiểu là trời ơi chết con này bà làm cái gì đó. Có hôm anh nhớ là Halloween đó, em hóa trang thành phù thủy này kia, trời ơi nhớ nó khóc thét mà nó chạy gheo cái lên lầu luôn. Thì mỗi hôm mà em quay lại là mỗi cái cảm xúc của con em lại mỗi khác. Dạ. Nói thì có thể là khán giả xem qua màn hình sẽ không có tận mắt chứng kiến, sẽ không có tin giống như chị đâu. Em có thể tự hóa trang cho chị nhìn, chị thấy, rồi chị học lớp được phần nào hay phần đó được không? Yeah, ok chị luôn. Cảm ơn Kinh. Dạ. Rồi coi như phần mắt là tạm tạm đi ha. Ừ. Giờ mình qua tới phần chân mày. Đúng rồi. Thường là em sẽ làm mắt trước, sau đó là em qua cho chân mày dễ đi chị làm cho. Trời, dễ lắm chị làm cho nè chân mày đen đúng không? Đen nguyên một bệt đen vậy. Dễ lắm, trời ơi, cô giáo ngồi yên để em làm. Dễ mà, chân mày nam rất là dễ luôn, nó nguyên một bệt rồi xong. Chắc không? Chắc chưa? Xong. Khác liền đúng không? Chân mày bên đây, chân mày bên đây khác liền. Chân mày đây là chân mày nữ. Không, em phải đưa cho khán giả coi. Chân mày nữ nè, chân mày nam nè. Yeah. Ôi trời, chút xỉu. Mình thấy ví dụ như ở đây người ta có những sợi lông phải phải ở dưới thì mình cũng phải dễ cho phải chi tiết gì luôn ha. Thì có kêu bạn đang vông cạo bớt chân mày đi cho mình làm dễ hơn nè. Alo alo alo. Cái này á thì mình đây phải độ lên đây để cho nó. Là mình đắp cái đó lên xong rồi kia mình đắp cái này ngoài. Dạ đúng rồi. Thì nó hỗ trợ cho cái này nó phẳng. Em xong chưa? Rồi bây giờ xong rồi em sẽ cho dầu o vô. Chị cũng xong rồi đó. Đâu? Xong cái vết thương nè. Oh wow. Rồi bây giờ mình sẽ cho này lên. Lớp silicone mỏng. Một tiếng đồng hồ rồi nha cả nhà. Là chị mới có một chi xíu mắt nè, mày và đắp cái cạnh hàm thôi. Sương sương nửa mặt đấy chị. Xuất sắc luôn. Em biết là trong camera mọi người có thấy không? Cái nhà nhìn thấy sao hả? Chị cũng xong rồi nè. Ủa? Anh chị mất cốt mặt chị mà. Thì đúng rồi. Chứ nghĩ làm sao mà trong cái thời gian ngắn mà chị có thể biến đổi như em được. Nhưng mà hôm nay rất là vui vì em đã có cái cơ hội để chia sẻ lại những cái đam mê này với chị Hồng Trang cũng như là các bạn. Xuất sắc không cả nhà?